Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phân thân tập hội phẩm thứ hai. Một, hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó, phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương cũng đều đông đến số nghìn muôn ức. Nay do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật, những chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho chủ nơi đạo vô thượng tánh đẳng giác trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sinh tử, ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở, không có lúc nào tạm ngưng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng, hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Hai, Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng hoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Bồ Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trượt giáo hóa những chúng sanh căn cường như thế, làm cho lòng chúng đó đều phục bỏ tà về chánh. Nhưng trong lòng mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác. Muốn độ chúng đó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sánh lẹ nghe pháp của ta thời liền tín nhận, hoặc có người phải ăn cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, họ có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngoài ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhẫn đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh căn đường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp đó báo. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi ăn cần phó chúc đây mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bấy giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một mình một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo khỏi hẳn vòng sanh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ,
hoặc chỉ bằng những mảy lông tóc còn đều độ thoát lần lần, làm cho chúng có được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong lòng đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh, rồi thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Quy y Địa Tạng Bồ Tát, con tên Dương Văn Tiến, pháp danh không có. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng, một địa. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát nguyện lời này. Con nguyện hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị La Nhẫn có cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị La Nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ khiến cho hết tất thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót cho con hết giải thấy thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết muôn loài đều được an lạc, mọi người như ý, trí hệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo, rồi đều sẽ mong mau chóng thoát ly sanh tử đạo thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Vương, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.